dùng đêm hôm nay đừng dừng. Cái ý nghĩa của cái việc mà mình tung những cái nước vào nhà người dân là như thế nào hả sư? Rất là đẹp luôn. Chúc điều gì không? Chúc anh em may mắn, dồi dào sức khỏe. Dạ. Yeah. Chung sức làm ăn cho giàu hoài, đừng cho nghèo. Dạ. Yeah. Ông con khỉ hả? À, con khỉ nha. Còn bên đây? Bên đây? Ông Trần hả? Dạ. Dạ. Mai bay ngay. Là mừng Tết hay sao cô? Tết. Nên là quay mũi ở quay mũi anh ăn miếng đấy xong chế luôn. Chưa có nhà là chưa sung hùng ha. Có nhà là sung múa đẹp lắm. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại chùa Tà Ngáo thuộc tỉnh An Giang. Hôm nay là ngày phải nói là rất là vui của bà con người dân tộc Khmer. Đặc biệt là hôm nay là ngày Tết nha, cho thăm mây. Một ngày phải nói là rất là ý nghĩa. Bữa nay thì Cao Tùng Vlog sẽ hòa nhập vào cái không khí cái ngày Tết của bà con để xem là năm nay có gì đặc biệt hơn so với năm rồi hay không nha. Rồi bây giờ thì mình mời cô chú chị và các bạn em cho Cao Tùng Vlog nha. Sẽ vào trong để tham gia vào ngày Tết. Chút xíu là cầm mấy này đó hả cô? Cầm đi diễu hành luôn hả? Dạ dạ. Mấy cái cây này là cây trường xanh. Cô lấy để chút xíu nữa đi diễu hành luôn á. Ồ đẹp quá ha. Vậy là có hoa phải không? Có hoa rồi. Vui quá cô. Dạ vui quá. Dạ bữa nay ngày Tết ha. Tết này Tết miếng ngọt. Dạ. Tết bà con dân tộc ha. Dạ dạ quá vui rồi. À, chuẩn bị đi diễu hành ha. Cô nào cũng cầm một bó bông ở trên tay chứ. Chung là ngày hôm nay là ngày vui của bà con dân tộc. Quá đẹp. Ai cũng cầm những cái cành cây trường xanh. Cô này cầm nguyên một cái chậu bông luôn. Cái này có ý nghĩa gì không hả cô? Dạ. Dạ. Bay ngay. Là mừng Tết hay sao cô? Tết. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. 3 ngày ha, Tết của bà con mình 3 ngày. Dạ. Dạ. Bông này là chút xíu nữa là mình đi diễu hành, mình có đem vô nhà không cô hay là sao cô? Dạ, cô mua ha. Rồi chút xíu nữa mình đem vô chùa cúng hay sao? Chùa, trong chùa mua à, ông xài mua đó mình đem tiền á mày phải vô chùa. Dạ, sư xải ở trong chùa mua ha. Ừ, mình người vô chùa đó vô cúng 10.000, 20.000 vậy đó mua. Dạ dạ. Sau đó mình đi diễu hành ha trên những cái con đường trong làng quê ha. Dạ. Dạ. Mình cảm ơn cô. Xịt vô thơm hả chú? Vô thơm nha. Vui quá vui luôn ha. Cô nào cũng có một cái cành hoa trên tay hết trơn á. Cái này là chuẩn bị đi diễu hành nha. Nghe hay quá ta.
mình không có biết tiếng dân tộc Khmer nên là mình chỉ quay cảnh thôi. Anh kia nói gì con biết, con hiểu không? Không, con không hiểu luôn hả? Tiếng mừng múa này mình thấy hay á. Những cái điệu nhạc phải nói rất là đặc sắc nha. Nhà rất là hay nha. Ồ, phía sau này là hình như là hai ông Trăng. Cái này là hình ông Trăng đó gì con? Con biết không? Con biết mấy ông này không? Hả? Ông gì? Ông gì? Ông này ông này ông gì? Con này đóng vai ông gì? Ông con khỉ hả? Ờ à, con khỉ ha. Còn bên đây, bên đây ông Trần hả? Đây là, bên đây là ông khỉ, bên đây là ông Trần nha. Câu nói đều là có mang cái một cái ý nghĩa hết nha. Mình thì không có chuyên sâu bên đây nên là mình không hiểu, chứ là mình đã hỏi cô chú bác gần ở đây biết, mình sẽ hỏi thăm nha. Ông mai mặt nạ giống như này là hai ông hề vậy đó. Hết một tiếng một rồi. Để mình hỏi thăm chú kia kìa. Ông cho con hỏi cái ý nghĩa của cái câu của cái bài múa vừa rồi là như thế nào hả ông? Cái này cái đầu của thời gian. Dạ. À, cái này để chú phục để là làm lễ. Dạ. À, làm lễ cái gì là năm dễ có đồng. Ở trong chùa Đạo Phật thì có cái này dân đồng trước. Dạ. Giống như là cầu cho được mùa vậy hả ông hai? Dạ, dạ, dạ. Được cho chúng xóm mình được ăn uống. Dạ. Cho có bình bản. Dạ. Đưa mặt ra đây xây chồng cũng chùa mình mà đây cho dân mình được yên tâm. Dạ. Cũng quay chúng tao nữa. Dạ. Cho tiếng nhạc lớn quá. Cảm ơn ông hai nha. Tiếng nhạc lớn quá.
phụ lo là xong và xong hai bắt đầu là đi sao là thó hai đầu là pe các bạn. Rồi bây giờ thì sẽ bắt đầu diễu hành vòng với nguyên một cái thôn xóm lục. Sẽ có một đoàn ở trong chùa và các bô lão cùng với bà con tham gia vào lễ hội sẽ bắt đầu diễu hành nha. Đây có những cái em nhỏ gần gần ở xóm này cũng lại để hòa nhập vào cái không khí của ngày lễ. Đây là cũng là một ngày ngày Tết của bà con dân tộc Khmer. Nhìn thấy hiện tại phải nói là rất là vui nha. Và đặc biệt mình thấy đẹp nhất vẫn là mấy các bạn nữ bạn những cái bộ trang phục phải nói là rất là đẹp nha. Về đoàn thì sắp du hành ra nha, là rất là đẹp nha. Nếu có bên phóng viên đài truyền hình cũng có xuống ghi hình nữa. Nó là rất là đẹp nha. Quay vào trong nha. Quay qua đây em. Quay đây nè. Ồ đẹp quá đẹp luôn rồi. Hello. Quá đẹp luôn rồi nè. Ôi bạn nữ áo đỏ là đẹp quá đẹp luôn rồi. Ủa là mình đâu cái mình hoa đi du hành luôn hả em? Hết sức đẹp rồi ta ơi. Ôi ôi em gái kia. Quá đẹp luôn rồi. Luôn. Xe phía sau là một cái đoàn xe. Này là mình kéo xe heo luôn hả anh trai? Đi heo luôn nha. Như là mình thấy mấy bạn nữ đi chân không không á. Mang cái ý nghĩa cầu chúc cho bà con cô bác làm ăn là năm mới dồi dào sức khỏe, cái gì cũng được như ý. Nguyên một đoàn bà con biết sao nè. Ồ đẹp quá. Đó biết sao là bà con cầm những cái cành hoa nha. Quá đẹp luôn rồi. Hoa gì cũng được, cũng mang một cái ý nghĩa cầu chúc cho một cái năm mới được mùa, sức khỏe. Em cho anh hỏi là cái ý nghĩa của cái cuộc diễu hành này là như thế nào em? Cầu chúc được mùa hay là sao? Em gái không gành hả? Quá đẹp luôn rồi. Bữa đó là rất là vui nha. Vui không cô? Vui. Vui ha. Dạ. 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 Dạ.
thấy có mấy cô lớn tuổi lắm luôn nè, cũng đi diễu hành cùng với đoàn. Đây phía trước nha, cái sư cũng đi theo nè. Rất là đẹp luôn. Đây, nguyên bộ đoàn phía sau nữa nha. Nó là rất là đẹp nha. Năm nay mình cầu chúc được cái điều gì hả chú? Vui vẻ, vui vẻ. Dạ, có cầu chúc được mùa gì không? Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ. Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ. Chủ yếu là bà con cầu chúc sức khỏe. Bà con vui, con vui, giờ quá vui rồi. Quá vui hả? Cô kia nhảy luôn kìa. Quá vui rồi. Có múa không em gái? Múa luôn không? Chưa có múa hả cô? Chừng nào mới múa? Chút xíu mà mình quay lại mình múa luôn hả? À, giờ này chưa múa ha. Quá đẹp luôn. Mình thấy đi tới đâu là có những cái em nhỏ đón ở phía trước nha, giống như là cái đoàn chuẩn bị giống như là lễ nghinh ông á cô chú anh chị. Mình có quay ở trên Châu Đốc á, thì bà con cũng đi theo để mà cầu chúc được những cái điều an lành, sức khỏe. Đó. Đi vô ghê không? Tới 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 tới. Sư sẽ búng hoa tới đó nha. Mình nghĩ cũng mang cái ý nghĩa cầu chúc cho bình an sức khỏe. Quá đẹp luôn rồi. Đi tới đâu thì xe sẽ được kéo tới đó nha. Anh cho em hỏi cái này là mình kéo cái xe này là mang cái ý nghĩa gì anh trai? Có lẽ là Phật hay là sao? Phật, 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 Phật bốn mạng. Thì là kéo cái tượng Phật đi theo nha. Người đi theo dịnh nha, đây là tượng tượng Phật bốn mặt nha. Đi tới đâu thì các sư sẽ dùng cái hoa để mà ban phúc cho bà con á. Tới đây thì mình thấy dừng lại nha. Đó,
rất là đẹp luôn. Rồi nữa. Cầm lâu quá, mỏi em. Thôi bị mỏi á. Đây mình thấy có mấy em nữ nhỏ nhỏ này múa cũng rất là đẹp nè. Rồi giờ thì bắt đầu diễu hành tiếp tục nha. Số bà con người ta đón kìa. Cái này là mình đón là hai sao em gái đón cái đoàn của bên chùa đi hả? Không ai ý nghĩa gì không? Lấy chim luôn hả? Em gái nó ngại rồi. Giờ thì mình sẽ cùng với đoàn đi diễu hành hết luôn nha, hết sớm luôn nha. Nói chung là phải nói là rất là vui. Nằm đi tới đâu mấy ngừng em hay là chở vòng trở lại hả? Tới chùa nãy mình đi hả? À, có nghĩa là đi một vòng ha, đi một vòng hết sớm luôn. Mà đặc biệt thì mấy em gái đi bằng chân không không mà nha, mà nói là rất là thương nha. Nó mấy em gái là đi bằng chân không không à, tại vì trong những cái đường đan này nhiều khi có những cái miễn cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà cái tục của bà con người ta rồi. Dạ đúng rồi, phong tục rồi, người ta phải đi chân không vậy đó. Đi theo đoàn luôn.
số bà con người ta đứng ở phía ngoài, người ta chắp tay cầu nguyện nè. Cái này là mình nguyện ước cái gì hả cô? Dạ, vô năm mới. Vô năm mới. Cầu cầu chúc điều gì cô? sức khỏe với tiền hay sao? Đúng không? Dạ. Cô đứng ở đây chắp tay nè. Không biết nói đâu. Dạ không biết nói hả? Dạ dạ. Con người dân tộc. Mấy con này kêu đi theo hả cô? Dạ. Kêu đi theo ha. Dạ. Dạ dạ. Kêu đi theo. Đây đây mình thấy có sư nha. Sư đây cầm một cái chậu nước và một cái cành hoa. Để nói chung là như là mình nghĩ là ban cái điều may mắn tới cho bà con á. Cái ý nghĩa của cái việc mà mình tung những cái nước vào nhà người dân là như thế nào hả sư? Sức khỏe với may mắn ha. Dạ dạ, cảm ơn sư nha. Một việc phải nói cũng rất là ý nghĩa nha. Nhiều khi mình tham gia vào những cái lễ hội á, mình không có biết được cái tục lệ, mình phải hỏi các sư cũng như là các vị đi theo diễu hành để biết được cái ý nghĩa của những cái ngày lễ như thế này. Mỗi cái nhân vật ở trong cái lễ đều có mang một cái ý nghĩa hết nha. Giống như là ở bên những cái lễ ở bên người Kinh á cũng vậy. Mỗi mỗi cái vị đều mang một ý nghĩa hết luôn. Hình như là mình thấy không phải những em gái đó là mang chân không nha, mà tất cả các đoàn, tất cả các bà con tham gia vào cái lễ hội diễu hành này đều mang chân không hết luôn nha, đều mang chân không hết. Ôi trời, đều mang chân không hết luôn nha. Ở đây mình thấy ủa cái này là mình nhậu để đón Tết hay sao ha mấy chú? À nhậu đón Tết ha. Dạ dạ. Rồi năm nay mình có cầu chúc điều gì không? Chúc anh em may mắn, dồi dào sức khỏe. Dạ. Chúc sóc làm ăn cho giàu hoài đừng có nghèo. Dạ. Cầu cho bà con trong sóc và làm ăn giàu hoài phải không? Dạ sức khỏe nữa ha. Dạ dạ. Dạ. Vui quá. Bài ăn nhậu. Dạ rồi 1 2 3 vô nè. 1 2 3 anh vô. 1 2 3 vô. Dạ dạ. Thôi con tạm biệt. Quá đẹp luôn. Còn những mấy cô mấy chú cũng cầm những cái cành hoa nha, phải nói là rất là đẹp nha. Yeah.
hình như là mình đi một vòng mình trở lại khu vực chùa nha. Đó, gần tới cổng chính trở lại rồi nè. Đi một vòng thì bắt đầu trở lại khu vực chùa nha. Hình như là đi vào trong thì bà con còn múa những cái điệu múa cầu chúc năm mới nữa. ยมนี่ផងដែរនឹងយើងសង្ឃឹមថាព្រះសង្ឃឃើញថាលោកយើងតាមកលេងល្បែងជាប្រៃណាយមនេះប្រងបានផ្ដើមនៅពីនរបានល្បែងជាប្រៃអ្នកទទួលបានលេខ1ទទួលបានដឹកបានទៅបាទដូចជាល្បែងជាប្រៃមានច្រើនសង្ឃឹមថាយើងតាចូលលោកគ្នាហើយព្រះសង្ឃនឹងបោជាផ្កាដែរ បោជាផ្កាម្ដងគ្រូហើយចូលបោជាផ្កាម្ដងណាមុនបាទព្រះសង្ឃឡើងអាសនៈអ្ហ៎ដើម្បីធ្វើកិច្ចបោជាផ្កាហ្នឹងគាត់ផ្កានៅស្រុះណាមកឡើងលើនេះណាលើវិទ្យាហ្នឹងគឺម៉ោង 10:00 នាទីបានទេវតានិងដរតំណែងថ្មីអញ្ចឹងក៏ការបង្ហាញហ្នឹងក៏រួចជាស្រេចយើងទាំងអស់គ្នា ដល់បាយបាននៅតារៃសួស្តីចេះយកមកក៏ស្រែកបាយផ្កាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាការដង្ហែកបលមហាព្រំនេះសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងកាច់ការដង្ហែប៉ុណ្ណឹងក៏សូមយេតាព្រះសង្ឃដល់គ្នារំលែងសំធំចាំរំលែងសិនអញ្ចឹងយំទៅចាំធ្វើកាច់ធ្វើកាច់សូត្រមន្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ក្រុមនារីសរថយកផ្កាដាក់កន្លែងដដែល បូជាតោះចាំយប់បានចាំធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងយេតាចាញ់រំលែងសបាយទទួលលំនៅស្នាមថ្មី à chân trong sân thao cho nó cũng chân tần na tần áo hay gì cho đẹp chúa đó xong đẹp chúa dân liên hai dám dạ mà bữa sau cho nó là đây sao thao vậy là xong đó con dạ dạ diễu hành xong chưa một tung bây giờ con dạ mình còn múa gì đây không còn. Dạ còn nữa ha cho nó vậy ta cho đẹp chúa mất rồi như là phía trên tập trung nào tới tụi sắp ở phía trên này không biết là đang làm cái lễ gì nha. Ở trên đây thì nghe nói là đang làm một cái lễ chào cờ nhưng mà mình không có rành ở trong cái lễ này. Thế bà con người ta đang làm một cái lễ chào cờ nè. Cái gì chào cờ ở trong chùa vậy đó. Cái này là lễ chào cờ hả chú? Chào cờ trong chùa mình nè, năm mới ha. Dạ. Chào cờ trong chùa. Chào cờ nữa xong là kết thúc cái lễ hôm nay ha chú. Là kỷ niệm của là trong chùa là ông sư vậy á. Dạ dạ. Năm mới vậy á. Dạ. Nó là một cái Tết phải nói là rất là ý nghĩa nha. Mình thấy có nhiều cái
Mình thấy ở trong cái Tết của bà con người dân tộc Khmer thì có rất là nhiều cái điều mới mà mình lần đầu tiên trải nghiệm, phải nói là rất là hay và ý nghĩa nha. À, đó giờ mình đi lễ cũng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt thì những cái lễ của bà con dân tộc Khmer thì mình ít có đi quay chia sẻ ghi hình lắm, nên là nhiều cái mình không có gành được những cái lễ trong đây. Nhiều khi thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn bỏ qua nha. Là ca hát bài thì trời đã được kéo lên tới đỉnh nha. Thì là kết thúc một buổi chọc trời.
Đây là bạn Song Hỷ nha, có kênh là Song Hỷ Vlog á. Ủa em đang quay luôn hả? Dạ, em đang quay. Ủa anh thấy như là em đến trễ hả? Dạ. Em bữa nay đến trễ hả? Em đến trễ. Rồi cô chú anh chị có xem kênh Cao Tùng Vlog thì ghé ủng hộ cho em Song Hỷ Vlog nha. Hình như là lễ chào cờ đang rồi đó cô chú anh chị. Lễ Tết của bà con Khmer phải nói là rất là vui khi mà mình hòa nhập vào được cái không khí cái ngày Tết của bà con, phải nói là mình cũng rất là vinh dự, và mình cũng cầu chúc cho bà con ở đây được nhiều sức khỏe, được mùa và được luôn luôn bình an trong cuộc sống. Tới đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn thật là dồi dào sức khỏe. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, mình đừng có biết và chia sẻ clip của Cao Tùng Vlog nha. Rồi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào những clip sau. Sẽ còn những cái chương trình cũng như là những cái ngày Tết của bà con vẫn tiếp diễn nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.